Ý nghĩa ngày lễ Đức Trinh Nữ Maria vô nhiễm nguyên tội là gì? Cái lịch sử của cái ngày lễ Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội là gì? Và cái giáo lý về cái điểm này từ đâu mà có và giải nghĩa bằng cách nào? Đây con xin muốn chia sẻ về bài học ý nghĩa Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Và trước khi chúng ta học một tí về cái bài bài giáo lý này về Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, chắc có lẽ nó có một cái bài hát rất là nhiều người đã nghe rồi. Cái bài này ban đầu viết bằng tiếng Pháp, rồi sau đó đổi qua tiếng Ý, tiếng Anh và bao nhiêu các thứ tiếng khác. Và khi mà con hát bằng tiếng Anh đây, chắc có lẽ là ai cũng biết cái tune, cái hymn của cái bài hát này, nó như vậy nè. Immaculate Mary, your praises we sing. You reign now in heaven with Jesus our King. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Bài hát này chúng ta kiếm được tiếng Ý, tiếng Pháp vân vân này nọ, và nó rất là hay. Cái người mà viết ra cái bài hát này là một linh mục người Pháp. Ngài viết vào khoảng năm 1873. Và ngài viết lý do là để cho những mấy người đang đi hành hương tới Lộ Đức. Tới Lộ Đức và đến thăm viếng Đức Mẹ Maria. Và chúng ta nhìn thấy cái sự nối kết về Lộ Đức ở bên Pháp với lại Đức Trinh Nữ Maria vô nhiễm nguyên tội, nó có một cái ý nghĩa rất là hay, và con cũng xin muốn giải nghĩa đây luôn sau này. Nhưng mà chúng ta biết rằng ai mà đi Lộ Đức rồi đó, chúng ta thấy hầu hết là mỗi đêm vào khoảng 9 giờ đêm á, họ có rước kiệu hết chung quanh cái vương cung thánh đường của Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội ngay ở ở Lộ Đức đây, và họ đi chung quanh, họ lần hạt, họ hát bao nhiêu những bài hát khác nhau. Và một trong những bài hát mà họ hát là cái bài hát con vừa mới hát đây xong. Chúng ta nhìn thấy cái truyền thống này nó rất là hay ở đây. Vậy cái lịch sử của Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội là gì? Và trước khi con xin muốn nói về lịch sử đó, em muốn chia sẻ rất là đơn giản, nói về cái ý nghĩa của Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội là gì. Chúng ta phải lắng nghe, bởi vì sau này con giải thích thêm lại nha. Chúng ta hiểu rằng Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội có nghĩa là Đức Mẹ cái ngày mà đã từ trong lòng mẹ, cái ngày đầu tiên đó, đã từ trong lòng mẹ, mẹ của Đức Mẹ Maria, đó là bà Thánh Anna nhé, đã không có tội, đã không có tội tổ tông. Và sau này con sẽ giải thích thêm nữa, bởi vì nhiều lúc đó, rất là nhiều người hiểu sai cái ý nghĩa của cái giáo lý này. Họ nghĩ là Đức Mẹ có Chúa Giêsu trong lòng, không có tội. Không phải là như vậy. Thì cái đó dĩ nhiên quá rồi, nhưng mà ở đây cái giáo lý này không phải là như vậy. Nó là Đức Mẹ Maria nhé, chứ không phải là Đức Mẹ Maria có Chúa trong lòng, không phải vậy. Nhưng mà mẹ của Đức Mẹ Maria có Đức Mẹ trong lòng, đã không có tội rồi. Đó là cái giáo lý. Đây, ý nghĩa Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội là gì? Vậy thì con xin muốn chia sẻ một cái truyền thống, nó rất là đơn giản thôi. Truyền thống nó xảy ra ở Roma, ở Ý đây. Nó là như vậy nè. Mỗi ngày mùng 8 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco, và cái truyền thống này đi xưa lắm rồi, xa xưa lắm rồi. Đức Thánh Cha tới một cái nơi nó gọi là cái column của Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội. Nó gần Piazza Spagna đó, nó gần Piazza Spagna. Và ngay bên cạnh Piazza Spagna nó có nguyên một cái lâu đài rất là lớn. Ở đó, hồi xưa đó là cái nơi truyền giáo của Vatican. Hiện bây giờ đó, nó là một cái congregation, cái cộng đồng cho truyền giáo. Và không cho truyền giáo trong bên Á Châu, Phi Châu, Nam Mỹ vân vân này nọ. Vân vân ha. Và ngay ở đó có một cái column, có nghĩa là nguyên một cái bức tượng mà nó rất là cao. Đức Thánh Cha hàng năm tới đó, rồi tới đó đọc kinh, cầu nguyện, hát bao nhiêu những bài hát hay, rồi sau đó họ kéo một cái xe chứa lửa đó, họ
nâng Đức Thánh Cha lên, bởi vì cái tượng nó rất là cao, nó cao trên nó. Họ nâng Đức Thánh Cha lên, rồi Đức Thánh Cha lấy hoa để ngay dưới chân của Đức Mẹ Maria, Đức Trinh Nữ Maria, vô nhiễm nguyên tội. Và cũng biết rằng khi mà nói về truyền thống thì hầu hết cái ngày Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội cũng là một cái ngày nghỉ, cũng một ngày lễ và được nghỉ, họ tổ chức tưng bừng vân vân này nọ, nó rất là vui. Ở Ý, ở những mấy cái nước khác mà hầu hết là Công giáo á, nó có cái điểm này. Vậy đây con xin muốn chia sẻ hai điểm thôi, hai điểm nói về ý nghĩa Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Điểm số 1 đó con xin muốn nói về cái lịch sử, và điểm số 2 á con xin muốn chia sẻ về giáo lý thôi. Và lịch sử đây con nói đơn giản thôi, bởi vì nếu mà chúng ta đi sâu vào á nó rất là dài nhá. Cho nên cái thứ nhất, lịch sử của Đức Trinh Nữ Maria vô nhiễm nguyên tội từ đâu mà ra, phải không? Và nhiều người họ hay nói là ô giáo hội làm lên cái truyền thống này, hoặc là làm lên cái truyền thống kia, hoặc là tự nhiên lập ra cái này cái nọ. Không phải như vậy. Nếu mà chúng ta coi từ ban đầu, bao nhiêu thế hệ chúng ta đi vào ban đầu của giáo hội, chúng ta đã nhìn thấy cái truyền thống đã có rồi, cái truyền thống Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội đã có rồi từ thế kỷ thứ 3, thứ 4, vân vân này nọ. Và thế hồi đó họ đã chấp nhận Đức Mẹ khi mà được tới trần gian này á là vô nhiễm nguyên tội, giống y hệt như là Đức Mẹ khi mà rời trần gian này được hồn xác lên trời. Và vô nhiễm nguyên tội với hồn xác nguyên tội, hai cái nó nối kết lại với nhau ha, chúng ta nhìn thấy rồi. Tại vì cái đầu tiên mà đi vào trong thế giới và cái điểm cuối đi hồn xác lên trời nha. Có nghĩa là như vậy, từ thế kỷ thứ 3, thứ 4 đã có cái truyền thống này rồi. Và cái truyền thống á, hầu hết á, nó nằm ở bên Đông nhiều hơn, ở bên Đông Phương á. Rồi sau vào khoảng thế kỷ thứ 8 nó bắt đầu nó đi vào qua bên Tây Phương luôn. Tây Phương vào khoảng thế kỷ thứ 8 chúng ta có thể kiếm được những mấy cái quyển sách nói về Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Rồi vào khoảng thế kỷ 11 này nó rõ hơn nhiều, chúng ta nhìn thấy những mấy cái kinh cầu nguyện đọc cũng nói về Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Rồi vào khoảng thế kỷ 16 với công đồng Trentino á, công đồng Trentino bắt đầu dùng cái từ nói là Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Rồi sau đó có thêm những mấy cái giáo lý nói về Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội tiếp. Rồi thế kỷ 19, Đức Giáo Hoàng Pio số 9, Ngài bắt đầu công bố Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Và Ngài công bố cái giáo lý này với lại cái lá thư Ngài viết. Cái lá thư á, nó gọi là Apostolic Constitution Ineffabilis Deus. Ngài viết cái này á, công bố rằng Ngài là được quyền của Chúa trao xuống cho Đức Thánh Cha và cho các giáo mục đã cầu nguyện, đã suy niệm và đã học hỏi về hết những mấy cái thần học về Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội này. Rồi Ngài công bố đây là giáo lý chính của giáo hội Công giáo. Và Ngài công bố cái điểm này ngày 8 tháng 12 năm 1854 nha. Năm 1854. Và khi mà chúng ta đọc cái lời viết của Ngài nói về Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, nó rất là hay. Và con xin muốn chỉ có tóm tắt lại đơn giản thôi. Ngài viết là như vậy. Ngài nói Đức Trinh Nữ Maria, trong cái đầu tiên khi mà đã có trong lòng của người mẹ, đó là bà Thánh Anna nhé, đã được nhận cái ân sủng đặc biệt mà Chúa đã trao cho Đức Mẹ Maria từ ban đầu, để Đức Maria có thể xứng đáng được làm là mẹ của Thiên Chúa. Đó là Chúa Giêsu Kitô. Và bởi vì vậy, Chúa đã cho Đức Mẹ Maria cái ân phúc đó mà không có tội từ ban đầu luôn, không có tội tổ tông đó. Ngài viết đơn giản là như vậy thôi, con xin tóm tắt lại là như vậy đó. Vậy thì khi mà chúng ta nhìn thấy vô trong cái lịch của phụng vụ thì chúng ta thấy rất là hay, lịch phụng vụ nói về Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội luôn luôn ngày 8 tháng 12 nhé. Và cái ngày mà Đức Mẹ Maria có trong lòng mẹ rồi, chúng ta đếm 9 tháng sau là cái ngày sinh nhật của Đức Mẹ Maria, đó là ngày nào anh chị em?
là ngày mùng 8 tháng 9 nha. Cứ đếm 9 tháng thôi. Nếu là mùng 8 tháng 12 đếm 9 tháng sau là mùng 8 tháng 9 là sinh nhật, ngày sinh nhật của Đức Mẹ Maria. Giống y hệt kinh truyền tin phải không? Khi mà thiên thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria nói là sẽ có thai Chúa Giêsu đó ngày 25 tháng 3, thì đếm 9 tháng sau thì chúng ta có ngày Giáng sinh, đó là ngày 25 tháng 12. Đúng như vậy. Đó, vậy thì đây là cái lịch sử đơn giản thôi, nói về ý nghĩa Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Vậy đây con xin muốn chia sẻ thêm một tí xíu, nói về giáo lý của cái ý nghĩa Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội nha. Điểm số 2 con muốn chia sẻ. Nói như vậy nè, Đức Thánh Cha Pio số 9 năm 1854, khi mà Ngài công bố cái này là giáo lý của giáo hội, Ngài muốn nói là Đức Mẹ Maria bởi vì là mẹ của Thiên Chúa đã nhận được cái ơn phúc này từ thuở ban đầu, khi Chúa tạo dựng hết thế giới, khi Chúa tạo dựng hết tất cả mọi sự, Chúa trao cho Đức Mẹ Maria một cái danh dự này để trở thành mẹ của Thiên Chúa nha, mẹ của Thiên Chúa. Cho nên mỗi lần khi mà chúng ta đọc kinh kính mừng, chúng ta kinh sao? Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời, đầy ơn phúc. Khi mà chúng ta nói về đầy ơn phúc của Đức Maria đó, có ý nghĩa là đầy ơn phúc bởi vì từ ban đầu đã nhận được cái ơn phúc của Chúa là không có tội tổ tông, phải không? Là vô nhiễm nguyên tội đó. Và cái ngày cuối của Đức Mẹ được hồn xác lên trời bởi vì là mẹ của Thiên Chúa. Một trong cái điểm anh thấy khi mà anh chia sẻ về cái giáo lý này với rất là nhiều người á, là họ hỏi, họ đặt ra cái câu hỏi, không phải đặt ra câu hỏi, họ hiểu sai. Họ hiểu sai, họ tưởng là Đức Mẹ Maria khi mà có Chúa Giêsu là Chúa Giêsu vô nhiễm nguyên tội, và Đức Mẹ Maria có Chúa Giêsu cũng vô nhiễm nguyên tội. Cái đó không có phải là cái giáo lý ở đây nhá. Bởi vì dĩ nhiên Đức Mẹ Maria có Chúa Giêsu vô nhiễm nguyên tội rồi, qua thiên thần phải không? Qua thiên thần. Và khi mà nói về Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, không có phải là bởi vì có Chúa Giêsu trên vô nhiễm nguyên tội, nhưng mà nói về Đức Mẹ Maria, cái ngày mà ở trong lòng mẹ của Đức Mẹ Maria đó là bà Thánh Anna đó, là đã vô nhiễm nguyên tội rồi. Chúng ta hiểu rõ cái giáo lý và hiểu rõ điểm này nha. Vậy chúng ta nhìn thấy cái điểm này nó cũng nối kết rất là hay khi mà nói về mùa vọng, phải không? Khi mà nói về mùa vọng, bởi vì sao? Mùa vọng chúng ta đang đợi chờ, đang đón chờ ngày Giáng sinh, ngày Chúa Giêsu xuống thế làm người, ngày Giáng trần, phải không? Chúa Giáng trần. Và chúng ta cũng nhìn thấy cái này hay bởi vì sao? Qua Đức Maria, qua có Đức Trinh Nữ Maria thì chúng ta có ngày Giáng sinh, chúng ta có Chúa xuống thế làm người nha. Và bởi vì vậy, Chúa từ ban đầu đã cho Đức Maria cái ơn phúc này là không có tội, có nghĩa là vô nhiễm nguyên tội, hoàn toàn luôn như vậy. Vậy thì chúng ta quay trở lại ban đầu đó, khi mà anh chia sẻ về lộc đức phải không? Nói về lộc đức á, cái câu chuyện là như vậy. Đức Mẹ Maria đã hiện ra tới Thánh Benedict bao nhiêu lần luôn nha. Nhưng mà cái lần số 16, Đức Mẹ Maria nói thẳng với lại Thánh Bernadette, nói thẳng là như vậy. Đức Mẹ Maria nói là Đức Mẹ Maria là vô nhiễm nguyên tội nha. Đức Mẹ Maria là vô nhiễm nguyên tội. Và từ đó, và cái điểm đó đã xảy ra, giáo hội đã công bố Đức Mẹ Maria gần 5 năm trước rồi. Đức Thánh Cha Pio số 9 đó, con vừa mới chia sẻ đó, thì vào khoảng chưa tới 5 năm sau thì Đức Mẹ Maria hiện ra Thánh Bernadette và đã nói cái điểm này rất là rõ cho Thánh Bernadette rồi nha. Vậy thì một lần nữa, khi mà chúng ta trong mùa vọng đây là một cơ hội rất là đặc biệt để chúng ta suy niệm Chúa xuống thế làm người. Và chúng ta cũng biết rằng năm nào cái ngày lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội cũng xảy ra ở trong mùa vọng hết nha. Năm nào nó cũng vậy hết. Và xảy ra trong mùa vọng rất là hay bởi vì giúp cho chúng ta hiểu biết được cái nối kết giữa Đức Maria, Đức Trinh Nữ Maria và giữa Chúa Giêsu. Bởi vì sao? Đức Mẹ Maria và Chúa Giêsu nhiều lúc đi chung với nhau, phải không? Bởi vì qua Đức Mẹ chúng ta có người có nhận được ơn cứu độ, đó là Chúa Giêsu Kitô. Vậy chúng ta cầu nguyện qua lời của Đức Mẹ, xin giúp chúng ta đứng vững trong đức tin. Và đây là ý nghĩa con xin giải thích về Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em.